Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIZ 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì đáng chú ý, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Vào đêm qua, SM Entertainment bất ngờ đánh úp dân tình bằng cái tên bí ẩn aespa. Và không để fan phải chờ đợi lâu, SM chính thức xác nhận aespa là nhóm nhạc nữ mới của công ty sẽ debut vào tháng 11 này. Dù chưa có thông tin chính thức về số lượng thành viên, các gương mặt được debut, nhưng dân mạng đã nhanh chóng truyền tay nhau về những ứng cử viên nặng ký cho một suất debut cùng với aespa. Vốn nổi danh là vườn bông SM, idol dưới trướng công ty toàn trai xinh gái đẹp. Chính vì vậy, nhan sắc của nhóm nhạc nữ mới là điều khiến các fan vô cùng quan tâm. Jimin có tên thật là Yu Jimin, năm nay 20 tuổi và là một trainee đỉnh đám nhất SM hiện nay. Cô nàng được ưu ái nhảy cùng với đàn anh Taemin của SHINee trong ca khúc One đình đám và gần đây thành tâm điểm chú ý vì nghi ngờ nói xấu EXO, BTS, NCT. SM sau đó cũng nhanh chóng phủ nhận tin đồn này, tuyên bố sẽ kiện khiến dân tình trắc mẩm Jimin có tên trong đội hình nhóm nhạc nữ mới. Theo tin đồn, Jimin gia nhập công ty vào khoảng năm 2016 đến 2017. Trước đó cô nàng là cựu Unjang, nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp cuốn hút. Cô gái 20 tuổi sở hữu gương mặt chuẩn vi lai thanh thoát, đường nét rõ ràng sắc sảo như đôi mắt hai mí to, sống mũi cực cao thẳng và đôi môi căng mọng, rất phù hợp với phong cách girl crush. Ning Ning là một trainee duy nhất của lứa SM Rookie, từng được giới thiệu vào năm 2016 còn lại ở công ty. Ning Ning tên thật là Ning Yizhuo, năm nay 18 tuổi, đến từ Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Cô nàng được dự kiến sẽ thành giọng ca chính của nhóm nhạc nữ mới. Ning Ning gây ấn tượng với người đối diện bằng gương mặt trong sáng và đáng yêu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch và lanh lợi như một cô em gái nhà bên. Nhan sắc của Ning Ning rất được fan yêu thích kể từ ngày được giới thiệu từ 4 năm trước. Helen tên thật là Lee Hyejin, năm nay 17 tuổi. Cô nàng gia nhập SM vào cuối năm ngoái. Helen sinh ra ở Hàn Quốc nhưng chuyển đến Úc sinh sống từ năm 4 tuổi. Trainee 1 tuổi gây ấn tượng bằng gương mặt xinh đẹp, trong sáng, thanh thoát, có nét hao hao Lia của ITZY. Theo dân mạng đồn đại, aespa sẽ bao gồm một số cái tên khác như là A-Zing, Lu và Daisy, mang quốc tịch Thái Lan và Nhật Bản. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có hình ảnh nào của họ. Những trainee nổi bật của lứa SM Rookie là Koeun, Lami, Yi Yang, Hina đều đã rời khỏi công ty này. Điều này càng làm cư dân mạng bật chế độ hóng về nhóm nhạc nữ mới nhà SM. Bạn có suy nghĩ như thế nào về nhan sắc của những ứng cử viên nặng ký kể trên? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ KBIZ 24h nhé!